bác sĩ làm cái form mũi rất là hợp với người châu Á. Ở bên Canada có rất là nhiều bác sĩ làm, nhưng mà Tiffany thấy cái form nhìn hơi bị cứng. Chào mọi người, em tên là Tiffany, em đến từ Canada. Hôm nay là 10 ngày mình nâng mũi tại Dr. Face. Hồi trước cái mũi của Tiffany rất là thấp and không có sống mũi, nhưng nó hơi cái đầu mũi hơi bị to. Bác sĩ Trần Phương làm cho cái mũi của Tiffany giờ có sống như cái khúc này nhỏ lại mà không cần cắt cánh mũi. Mình biết bác Phương nhờ mẹ tìm trên Facebook, trên mạng. Tiffany theo dõi bác sĩ khoảng 2-3 năm rồi. Bác sĩ làm cái form mũi rất là hợp với người châu Á. Ở bên Canada có rất là nhiều bác sĩ làm, nhưng mà Tiffany thấy cái form nhìn hơi bị cứng. Bà ngoại nói cái mặt nhìn rất là gọn, bà ngoại rất là hài lòng. Và ba mẹ cũng khen giờ em nhìn đẹp hơn. Tiffany rất là thích, chưa quen lắm, nhưng mà Tiffany thấy cái mặt của Tiffany gọn hơn. Tiffany rất là sợ đau, nhưng mà khi nâng xong họ thấy không có đau. Khoảng 3 ngày là mình bình thường lại. If you're considering coming back to Vietnam for a rib rhinoplasty, Dr. Face is a really good doctor, and all the staff here are really kind. I felt really comfortable and the pain's really minimal. It's definitely tolerable. I really like the results of my rib rhinoplasty done by Dr. Jung Phương. Tiffany sinh ra ở Canada, lớn lên ở Canada nên nói tiếng Việt hơi bị lờ lờ. Sorry. Cảm ơn mọi người. Bye.